Làm điều này dịp Tết Trung Thu, vận khí hanh thông, đời lên hương không ngờ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Tết Trung Thu là một trong những lễ hội cổ truyền của người Việt Nam, được công nhận là Tết Thiếu Nhi. Nên vào dịp này, trên đường phố người ta thường thấy rất nhiều đèn lồng, đèn ông sao, trống, mặt nạ, đầu sư tử, đều là những món đồ chơi của trẻ em. Bên cạnh đó, Trung Thu cũng là Tết đoàn viên, là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, bởi nó mang cho mình nguồn gốc cũng như ý nghĩa đầy thú vị. Nhưng có lẽ không phải ai trong chúng ta cũng biết rõ về sự tích huyền bí cũng như phong tục của ngày Tết Trung Thu. Chỉ biết vào ngày này trăng sáng nhất, tròn nhất và mọi người quây quần bên mâm cỗ. Và đặc biệt là trong phong thủy, Tết Trung Thu cũng là một dịp đặc biệt để chúng ta có thể khai vận, chiêu tài lộc và may mắn rất hiệu quả, nếu như biết cách áp dụng những mẹo phong thủy phù hợp nhất. Vậy thì, trong dịp Trung Thu sắp tới, chúng ta nên làm gì để có thể giúp được vận khí, hanh thông, dồi dào hơn? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, kênh Phong Thủy Gia Cát xin kính mời quý vị và các bạn sẽ đến với chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Trung Thu là giữa mùa thu, Tết Trung Thu như tên gọi rơi vào ngày rằm, ngày 15 tháng 8 âm lịch. Từ xưa, đây được xem là ngày lành, tháng tốt để tiên đoán mùa màng và cũng là dịp Tết vui chơi của trẻ nhỏ. Theo đó, người xưa luôn cho rằng có mối liên hệ giữa cuộc đời và vầng trăng. Trăng tròn và trăng khuyết, niềm vui, nỗi buồn, sự đoàn tụ, sum họp hay chia ly. Cũng từ đó, trăng tròn là biểu tượng của sum họp và Tết Trung Thu cũng được gọi là Tết đoàn viên. Nguồn gốc của Tết Trung Thu, theo các nhà khảo cổ học, Tết Trung Thu ở Việt Nam có từ thời xa xưa đã được in trên mặt trống đồng ngọc lũ. Theo văn bia Chùa Đợi năm 1121 thì từ đời nhà Lý, Tết Trung Thu đã chính thức được tổ chức ở Kinh Thành Thăng Long với các hội đua thuyền, múa rối nước và rước đèn. Đến đời Lê và Trịnh thì Tết Trung Thu đã được tổ chức cực kỳ xa hoa trong phủ chúa. Cũng có rất nhiều những truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian về nguồn gốc ra đời của ngày Trung Thu, như chuyện nhà vua dạo chơi cung trăng vào rằm tháng 8, sự tích chị Hàng Nga, sự tích chú Quậy, sự tích Thỏ Ngọc. Không chỉ ở Việt Nam, Trung Thu còn là ngày lễ của các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Ý nghĩa của Tết Trung Thu, vào ngày này, theo phong tục của người Việt, người lớn thường chuẩn bị mâm cỗ, bánh, trái, dâng lên cúng tổ tiên, những người đã khuất. Sau đó, tất cả các thành viên trong gia đình đều quây quần bên nhau cùng phá cỗ, thưởng trăng. Người Việt cũng thường mượn ngày này để tỏ lòng hiếu kính với ông bà, bố mẹ bằng những món quà, những lời thăm hỏi. Ngày này cũng được xem là Tết Thiếu Nhi. Trẻ em các vùng miền trên cả nước được rước đèn, phá cỗ, xem múa lân, ngắm trăng cùng bạn bè. Theo quan niệm của người xưa, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên, đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ. Nếu trung thu màu xanh hay màu lục thì năm đó sẽ có thiên tai. Và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị. Tháng 8 âm lịch về cũng là thời điểm Tết Trung Thu được nhiều người chờ đợi. Bởi Tết Trung Thu, gia đình đoàn tụ, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Mỗi người đều hy vọng ở bên người thân rộn ràng trông trăng phá cỗ. Để ngày lễ càng thêm thuận lợi, tốt đẹp, hãy áp dụng những mẹo phong thủy khai vận trong Tết Trung Thu để có thể đón cát, tránh hung, không phát sinh những chuyện rủi ro xui xẻo làm ảnh hưởng tới không khí chung. 1. Thanh lý vật cũ, trưng bày cây xanh. Trước đêm Trung Thu, kiến nghị mọi người hãy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thanh lý những đồ đạc cũ hỏng hoặc không sử dụng, sắp xếp lại những vật dụng kỷ niệm và cất chúng gọn gàng. Như vậy, không những mang tới không gian thoáng đãng, mới mẻ cho ngày lễ thêm tưng bừng và còn cải thiện phong thủy. Bên cạnh đó, bày cây xanh, thực vật xanh trong nhà có tác dụng tăng cường sinh khí, nâng cấp gia vận.
Nhưng vị trí tốt nhất để bày là phòng khách, cửa chính, cửa sổ để nghênh đón cát khí, nhà vệ sinh để giảm bớt xú khí, giải trừ hung hiểm. 2. Không nên một mình rời xa sông hồ. Rằm tháng 8 là thời điểm trăng mùa thu to tròn, sáng đẹp nhất trong năm. Cảnh sắc đẹp đẽ, không khí lãng mạn, rất không thích hợp để ở một mình. Đây còn là dịp đoàn viên, gia đình quây quần cùng nhau đón lễ. Ở một mình sẽ dễ sinh cảm giác buồn bã, sầu muộn. Đặc biệt là người tình cảm thất ý, công việc không thuận lợi thì càng tiêu cực, tâm tình không vui, vận trình cũng giảm. Tốt nhất là tới nơi đông vui náo nhiệt, ở bên bè bạn, người thân để quên đi chuyện buồn, sung hỉ đuổi tai. Ngày trung thu, âm thịnh dương suy, hàn khí mạnh. Nếu lui tới những nơi ao hồ, sông suối sẽ dễ bị nhiễm bệnh hoặc bị ảnh hưởng bởi các nguồn năng lượng không tốt. Vì thế, ngắm trăng bên bờ hồ tuy lãng mạn nhưng không hề tốt cho sức khỏe cũng như vận trình. Muốn khai vận dịp trung thu thì nên tới núi cao để thưởng thức phong cảnh. 3. Càng đông người càng vượng phúc. Trung thu là Tết tình thân, là dịp tụ họp gia đình, tăng tình đoàn kết, gắn bó thân thiết. Càng đông người càng thêm phúc lộc. Nếu trong nhà nhân khẩu ít ỏi, người thưa thớt thì nên mời bạn bè, họ hàng, làng xóm tới cùng chung vui để tạo không khí náo nhiệt. Càng tưng bừng phấn khởi thì gia vận càng thịnh vượng, hỉ khí vây quanh, mọi chuyện đều khởi sắc. Kỵ nhất là nhà vắng lạnh, không tiếng cười nói, không tổ chức lễ hội sẽ khiến phong thủy đi xuống. 4. Tế trăng cầu phúc. Người phương Đông có rất nhiều ngày lễ truyền thống, mỗi ngày lễ đều không thể thiếu tập tục lễ bái thần linh cầu phúc. Vị thần chủ quản lễ trung thu là Nguyệt Thần, trong Phật giáo là Nguyệt Quang Bồ Tát. Sắp lễ gồm hoa, quả, bánh trái, dâng hương dưới trăng, hướng tới các vị đó cầu phúc cho gia đình bình an, khỏe mạnh, mùa màng bội thu, người yêu thành thân thuộc. Người Việt còn có tục cúng lễ ông bà tổ tiên, thắp hương mời người đã khuất về để cùng đón lễ với con cháu, thể hiện tinh thần đoàn viên, kết nối tâm linh. Ngày rằm đẹp nhất trong năm cũng là dịp cầu duyên, cầu tình rất tốt. Dưới ánh trăng hiền hòa dịu mát, cầu ông tơ bà nguyệt xe duyên, hoàn thành nguyện ước, đeo lên tay sợi dây kết cát tường phong thủy. Nhân duyên sẽ nhanh tới. Ngày này mà tiến hành việc hỉ thì vợ chồng thuận hòa, yên ấm, hạnh phúc tới đầu bạc răng long. 5. Đốt đèn vượng tài. Một trong những mẹo phong thủy khai vận trong Tết Trung Thu là đốt đèn lồng để cầu mong thuận lợi tài chính. Trên trời có trăng sáng dịu dàng, trong nhà có hơi ấm của lửa, vừa thân mật gần gũi lại có tác dụng về mặt phong thủy. Tương truyền, thần tài thấy nơi đông vui, náo nhiệt nên ghé tới, đốt đèn nến ở tài vị để thuận tiện dẫn đường cho ngài, gia đình chiêu tài, vượng vận rất tốt. Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui hơn Tết đoàn viên. Tết Trung Thu tới, mọi gia đình cùng sum họp, quây quần với nhau bên mâm cỗ để thử nguyện. Thầy Gia Cát khuyên quý vị và các bạn cần lưu ý một số điều trong phong thủy để Tết Trung Thu được đầm ấm, vui vẻ. Vậy đó là những điều cần chú ý nào? Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi trong nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. 1. Cẩn thận sức khỏe và nhà ở mùa Trung Thu này. Trong thời gian này, nếu sức khỏe của bạn không tốt hoặc thường xuyên cảm ốm yếu, cảm giác khó chịu trong người, chúng ta nên hạn chế tham gia các hoạt động đón trăng, rước trăng ở những nơi xa, đặc biệt là ngày rằm, vì đường xá đông đúc sẽ bị ảnh hưởng khí xấu. Tốt nhất là nên trở về cùng với gia đình, quây quần bên nhau, cùng chia sẻ tâm tình và thưởng thức ánh trăng ngày Tết. Trong thời gian này, nếu bạn vừa mới chuyển nhà mà cảm thấy sức khỏe có phần đi xuống hoặc bị vận xui liên tục theo đuổi, tốt nhất bạn đừng nên ra ngoài tham gia các hoạt động chơi trăng, ngắm trăng, tránh để ánh trăng truyền thêm âm khí vào người thì sẽ dẫn đến trường hợp đã xui lại càng thêm rủi. Đặc biệt, với âm khí của ánh trăng rất dễ đem lại vận rủi cho người chưa ổn định nơi cư trú. Những điều kiêng kỵ phong thủy rằm Trung Thu, tốt nhất bạn hãy dành thời gian của mình để đoàn tụ bên gia đình, có thể đảm bảo sức khỏe và hàn huyên tâm sự, thử nguyện, nhân đôi niềm vui bên người thân của bạn. Ngoài việc chú ý giữ gìn tâm thái và chăm sóc bản thân thì quý vị hãy sử dụng pháp khí nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Mang theo pháp khí hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta tránh xa được những vật đen, tà khí luôn rình rập và bảo vệ cho chúng ta trong mọi tình huống. Ngoài bảo vệ và đem đến bình an, pháp khí còn giúp người đeo tăng cường may mắn và chiêu tài lộc cho bản thân. 2. Những điều người phụ nữ cần tránh dịp Trung Thu.
Trong mùa Tết Trung Thu, đối với những người phụ nữ vừa mới sinh con hoặc sảy thai, tuyệt đối bạn không nên ra ngoài trời vào ban đêm để ngắm trăng, hoặc kể cả việc ngồi ngoài ban công ngắm ánh trăng cũng không nên. Bởi ánh trăng mang âm khí, nếu để ánh rọi chúng bạn trong tình trạng yếu ớt là điều không hề tốt lành. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho người phụ nữ. Các bạn nữ không nên để tóc mái che kín cả phần trán của mình, hãy hạn chế để tóc mái phủ gần hết gương mặt. Trong tử vi phong thủy, phần trán của mỗi người vốn được coi là nơi hút tài lộc. Che mất phần trán thì nghĩa là ta tự chặn hay ngăn cản không cho tài lộc tới gõ cửa nhà. Tốt nhất, bạn hãy nên thử mặc trang phục màu đỏ để kích thích tài vận, chiêu gọi may mắn dịp Tết Trung Thu. 3. Vấn đề tình cảm mùa Trung Thu. Bất chấp những lý do nào đi nữa, các cặp đôi vừa mới chia tay nhau không nên cô đơn một mình đi thưởng nguyệt, nhất là đối với nam giới. Khi một mối quan hệ tan vỡ, tình cảm rạn nứt là dấu hiệu của sự xui xẻo. Nếu bạn ra ngoài vào đêm trăng sáng nhất, cũng là lúc âm khí vượng và cũng là lúc người này sẽ càng dễ dàng gặp những điều không may mắn. Đối với những bạn đang cô đơn, độc thân, nếu có thể, dịp Tết Trung Thu bạn nên đeo dây cát tường màu đỏ. Ngoài ra, bạn có thể đeo vòng ở cổ tay hoặc lắc ở cổ chân, theo nguyên tắc nam bên trái, nữ bên phải. Dây màu đỏ sẽ góp phần kích thích vượng vận cho sự đào hoa của bạn. Ngoài ra, để tăng vận đào hoa cũng như để kích hoạt tình duyên, vượng tình cảm, quý vị và các bạn nên đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Vòng tay sẽ giúp người đeo hòa hợp với các mối quan hệ đôi lứa và vợ chồng. Đồng thời, chiêu quý nhân hỗ trợ bạn trong con đường tình duyên, giúp bạn thoát khỏi cảnh độc thân trong năm 2021. 4. Kinh doanh trong dịp rằm tháng 8. Những ai đang trong tình trạng kinh doanh thua lỗ hoặc phá sản, được quan lộc, tài lộc không thuận lợi, luôn gặp phải những điều xui xẻo, thì chúng ta cũng không nên tham gia các hoạt động thưởng lãm ánh trăng trong mùa Trung Thu này. Tốt nhất, bạn nên rủ bạn bè hay đồng nghiệp tới nhà, cùng ăn bánh, cùng uống trà và chia sẻ tâm tình, hoặc ta có thể đoàn tụ bên gia đình để giải tỏa tâm lý, ra ngoài chỉ dễ gặp điều xui rủi. 5. Vấn đề di chuyển tháng 8 âm lịch. Đặc biệt, trong cả tháng 8 âm lịch, trước hoặc sau rằm Trung Thu, thì trước khi ra khỏi nhà vào sáng sớm hoặc khi về nhà vào chiều muộn, bạn nên cố gắng thắp một nén hương cho ông bà để cầu bình an cho cả mùa Trung Thu. 6. Mâm cỗ đầy đặn cúng rằm Trung Thu. Trong phong thủy, đối với mâm cỗ sẽ kỵ và hạn chế không dùng các loại bánh trái hay hoa quả có hình dạng bên ngoài méo mó để thắp hương. Bởi vì đồ cúng nguyên vẹn đẹp đẽ thì phúc lộc của gia đình mới được tròn đầy. Đặc biệt, bạn nên chú ý khi cúng rằm tháng 8, ta nên đặt mâm cúng về hướng mặt trăng, đợi sau khi tàn hương thì hóa vàng, số lượng vàng mã tùy tâm, rồi hạ mâm lễ xuống và mời mọi người cùng hưởng lộc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.